Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong khoảng 2 ngày tới, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rãnh áp thấp nóng phía Tây nên tiếp tục có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ dao động từ 25 đến 38 độ. Sau đó từ ngày 23 tháng 5 khi khối không khí mát từ phía Bắc di chuyển xuống thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh, giúp nền nhiệt giảm đôi chút. Cục bộ có thể có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió rất mạnh, người dân cần lưu ý đề phòng còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong 3 ngày tới vẫn còn nắng nóng gai gắt trên diện rộng với nền nhiệt trưa chiều đạt ngưỡng 35 đến 38 độ riêng khu tây bắc còn nắng nóng đặc biệt gai gắt khi mức nhiệt có thể vượt ngưỡng 38 độ người dân nơi đây, đây cần chủ động bổ sung vitamin và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe trong chuỗi ngày nắng nóng này với các tỉnh Trung Bộ, dự báo trong 3 ngày tới, ở các tỉnh Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng gai gắt đến đặc biệt gai gắt, với mức nhiệt trưa chiều đạt ngưỡng 36 đến 39 độ. Do ảnh hưởng của nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất cao. Người dân cần đặc biệt cảnh giác, tránh để xảy ra cháy nổ hết sức nguy hiểm. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên trong 3 ngày tới cũng tiếp tục có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất ngày dao động từ 34 đến 37 độ. Phần còn lại từ Khánh Hòa đến Bình Thuận cường độ nắng không mạnh bằng khi trưa chiều sẽ chỉ dao động từ 32 đến 35 độ. Nhận định từ ngày 23 tháng 5 trở đi nắng nóng tại Trung Bộ mới suy giảm dần và sau đó có khả năng sẽ xuất hiện mưa rào và rông. Khu vực Tây Nguyên trong những ngày tới mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa mưa khi về chiều tối vẫn có mưa rào và rông rải rác cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông. Ban ngày tại đây vẫn có nắng với mức nhiệt giao động từ 21 đến 33 độ. Đến với các tỉnh thành Nam Bộ, tại đây có mưa rông lúc chiều tối. Trong mưa rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Còn ban ngày khu vực vẫn còn nắng với mức nhiệt ngày đêm trên khu vực sẽ giao động trong khoảng 23 đến 34 độ.